Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập bài si cộng cộng trong danh sách là 1000 bài tập si. Thì bài tập đây là bài số 7 rồi, cũng là video số 7 của mình. Thì đây là người ta bài lại yêu cầu tính tổng L bằng 1/2 này, cộng 2/3 cộng 3/4 cộng với lại L chia cho L cộng 1. L cộng 1 đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở máy lên mở DBC nhá. Ok, xóa đi cái này vừa mình viết thừa. Đây, đầu tiên thì mình khai báo hai thư viện STD để lấy cái hàm nhập mới lại hàm xuất. Còn Conio để dùng lệnh SCH để dùng màn hình lại này. Đây là cái hàm tính toán của mình này, chính là để tính L ấy. Đầu vào sẽ là một số L nhá. Xong nếu như mà L khác không thì trả xả về này. Hàm này mình viết theo kiểu đại quy. Trả về này, L chia cho L cộng 1 cộng với tính toán của thằng L trừ 1, nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ tính lùi về đầu tiên là thằng này, xong rồi đến lùi về L một đơn vị đúng không? Bởi vì mình gọi cái hàm tính toán rồi mà. Tính toán thì nó vẫn tính theo công thức là L trừ 1 chia cho L trừ 1 cộng 1 tiếp, xong rồi lại cộng thêm với L tính toán L trừ 2 đúng không? Còn nếu như bằng 0 thì sẽ trả về giá trị là 0. Trong hàm main thì đầu tiên là mình tạo biến L này, yêu cầu người dùng nhập một số L này. Rồi tiếp đó là đây là hiển thị kết quả này, mình sẽ run cho các bạn xem nhá. Mình sẽ thử số nhỏ để tính xem nhá, nếu là số 2 đâu. Coi là 2 chia 3 cộng 1/2 đúng không? Để bấm máy tính. 2 chia 3 cộng 1 chia 2. Nó ra 1.66667. Enter. Chuẩn luôn. Từ đây các bạn có thể áp dụng để tính nhiều số hơn chẳng hạn. Tính số to hơn, số 5 đi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.